xin kính chào quý vị các bạn và tất cả các anh chị em đến với những loạt bài chia sẻ về hôn nhân thì uh, hướng dẫn về cầu nguyện về người phế ngẫu thì là bài thứ hai mà mình chia sẻ trong các loạt bài tư vấn về hôn nhân này cái vấn đề hôn nhân thì có lẽ là rất là quan trọng cuộc đời người ta nói rằng là um, chúng ta có hai cái chân như chân trái và chân phải thì cuộc đời có hai điều quan trọng đó là sự nghiệp và tình yêu đó là sự nghiệp và hôn nhân hôn nhân thì giống như cái chân phải còn sự nghiệp thì giống như chiếc chân trái À, chúng ta phải cân bằng hai chân này trong cuộc đời thì chúng ta mới có dáng đi thẳng được chúng ta không thể nào chỉ có một trong hai được và việc lựa chọn về người phối ngẫu thì là một cách rất là quan trọng thật ra thì chúng ta là một người tin kính Chúa và chúng ta ao ước rằng là lấy một người vợ đúng theo ý muốn của Chúa, nhưng thực ra đôi khi chúng ta chả biết ý muốn Chúa là như thế nào, mà để mà đúng hay không đúng đúng không Có đôi khi là như vậy và chúng ta rất sợ là ta lấy nhầm rồi, chúng ta sợ là người đó không thế này, không thế khác, không hợp ý muốn Chúa hay là hay là người đấy lại không phải là người Chúa chọn hay thế này khác. Thì trong video trước Lộc đã chia sẻ với các bạn rồi. Thì sẽ không bao giờ mà Đức Chúa Trời ngẫu nhiên hay tình cờ mà Chúa lại khiến cho một hôn nhân có thể thành được tất cả mọi sự đều nằm trong sắp đặt của Chúa và đặc biệt là vấn đề hôn nhân và Chúa rất quan trọng Chúa rất quan trọng vấn đề hôn nhân và ngài không bao giờ sắp xếp nhầm cho bạn lấy mà ai cưới mà ai điều đó không bao giờ là nhầm thế thì cái vấn đề nó nằm nội tại ở à, là một số các bạn à, hay bị cái vấn đề đó là quá lo no lắng về hôn nhân rồi là lúc nào cũng nghĩ suy nghĩ nhiều quá về hôn nhân rồi là tạo ra cái áp lực cho chính bản thân mình về hôn nhân nên dâng với Chúa những cái lời cầu nguyện ấy à, nó nói đúng là nó nó dâng lên Chúa nhưng lời cầu nguyện nó nó hơi 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 làm gọi là dâng lên lời cầu nguyện sai cách, Đấy, hơi cầu nguyện sai cách thì thì cái video này chủ yếu là mình sẽ hướng dẫn là làm sao để các bạn cầu nguyện đúng cách về người hôn nhân à, à, đúng cách về người phối ngẫu trong hôn nhân thì cái việc hiểu về người phối ngẫu này nó rất là quan trọng bởi vì là nếu như bạn hiểu về người phương ngẫu của bạn ấy, thì bạn sẽ cầu nguyện đúng cho cái người đó cầu nguyện đúng theo cách mà Chúa muốn bạn cầu nguyện chứ không phải là cầu nguyện theo cách mà các bạn muốn. Thì việc hiểu về người phương ngẫu thì có rất nhiều bạn hiểu sai. À, thứ nhất là chúng ta sẽ à, tìm hiểu về quan điểm đó là người tin kính người tin kính thì chúng ta đều mong ước là không lấy người chẳng tin đúng không? thì chúng ta thường mong ước là lấy người tin kính. thì Thánh đồ phaolô khuyên là chúng ta không nên lấy cái người nữ cái người nam hay là lấy một người không có cái đồng đức tin với mình, đó chúng ta sẽ không kết hợp với người không có đồng đức tin. thì cái vấn đề ở đây cái người tin kính này nó lại cực kỳ quan trọng. đó là chúng ta luôn hay hiểu nhầm là người chưa tin và người không tin, người chưa tin và người chẳng tin. Đấy. thực ra thì đôi khi thế này chúng ta rất khao khát lấy người tin kính nhưng chúng ta không muốn lấy một cái người nữ hay một người nam mà nói ô tôi tin chúa tôi tin chúa em tin chúa anh tin chúa em yêu đến Chúa em đồng ý tin Chúa nhưng mà người đó lại không tin kính Chúa các bạn hiểu người ta lại không tin kính Chúa thế thì là chúng ta không thể cưới cái người đó được là người đó là người không tin kính tức là tin nhưng theo kiểu là tin để 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 làm vui lòng những người yêu mình thôi chứ không phải là tin về tin kính thật thì thật ra có những người bị ế lâu quá thì vẫn vẫn lựa chọn để kết hôn với người có sự tin kính kém Đấy, và người chẳng tin hiểu với người phương ngẫu này thì chúng ta sẽ không cầu nguyện cho họ không cầu nguyện cho họ về cái vấn đề là uh, cứu mang người ấy giúp cho người ấy tin kính chúa để con lấy người đấy chúng ta sẽ không cầu nguyện cái cách như vậy và thực ra thì chúng ta phải biết rằng là, là người đó tin chúa thì người đó được cứu chứ không phải là chúng ta cầu nguyện để người đó tin chúa để người đó lấy chúng ta hay là để chúng ta lấy người đó cho nó phù hợp với kinh thánh chúng ta không làm được điều đó nó, nó rất là sai và chúng ta không cầu nguyện điều đó cái việc tin kính là việc tự nguyện họ họ tin chúa hay không tin chúa đó là sự lựa chọn của họ vào thiên đàng hoặc không vào thiên đàng chúng ta phải giao giảng một cái tin lành rõ ràng cho họ đừng có mụ đạo họ đừng có dẫn họ đến để tán gái cho hội thánh đừng có làm cái điều đó hay để tìm hiểu một người nào trong hội thánh đừng vì điều đó mà khiến họ tin chữ thực ra đôi khi cái động cơ cái hành động đó nó không là sai ví dụ ai cũng vậy thôi người ta đi đến đâu ra muốn mở rộng mối quan hệ thì người ta chưa có hôn nhân thì phải có giới thiệu ra về hôn nhân thì điều đó rất bình thường điều đó rất là bình thường nhưng đừng mang sự giả dối vào trong hội thánh đừng mang sự giả dối vào trong uh, cộng đồng có đức nhân và rồi khi mang sự giả dối khi cái người đó mang đầy sự giả dối đến với hội thánh đến với ban thanh niên đến với cộng đồng cơ đốc nhân rồi tìm kiếm một người nữ ở trong cộng đồng cơ đốc nhân hay tìm kiếm một người nam trong cộng đồng cơ đốc nhân sau đó cái người kia về đi hỏi mục sư đi hỏi hội thánh đi hỏi người này người kia sau đó lại cầu nguyện dâng trình dâng với chúa về cái vấn đề của cái người đó nhưng mà thực ra cái người đó lại không có một chút nào của sự thật lòng sự tin kính cả không thật lòng tin kính người ta chỉ giả hình giả vào giả vờ để vào hội thánh kiếm một cô gái trong đạo hay kiếm một chàng trai trong đạo như vậy nó sẽ không không đúng về cái yếu tố này thế thì chúng ta sẽ cầu nguyện về cái vấn đề này nhé. Còn nếu các bạn nói là à, tôi quyết tâm lấy người không tin Chúa thì chúng ta sẽ lấy cái người đó còn dễ hơn, còn tốt hơn là chúng ta lấy cái người giả hình, người giả vào tin Chúa. À, hiểu chưa? À, thì à, đấy là cái vấn đề mà chúng ta không cầu nguyện là à, xin Chúa cứu người đấy để con người ấy kết hôn, lấy một người chồng có cái kinh tế một chút hay là tôi muốn lấy một cái người nữ là à, có thể hỗ trợ tôi công việc hầu với Chúa Đấy, có những người là phải ra cái điều kiện về cái hoàn cảnh gia đình của người ta phải khá giả hay là gia cảnh của người ta phải là tốt hay là cái xuất thân của người ta phải là người trong sáng, trong sạch, không tội lỗi gì hay là à, xuất thân trong gia đình danh giá hay như thế này. Thế thì cái vấn đề này thì đó là cái vấn đề là sự lựa chọn của bạn và bạn đừng bao giờ à, dâng lên lời cầu nguyện cho Chúa là xin Chúa cho con lấy một người nữ trong sáng, trong sạch, đừng cầu nguyện với Chúa cái kiểu đó đừng xin Chúa là con lấy một người nữ đồng trinh, đừng xin Chúa là con cầu xin Chúa lấy một người nữ con nhà gia giáo, con nhà mục sư hay như này. Chúng ta được Chúa ban cho điều đó, được may mắn Chúa dẫn, được may mắn gặp được cái người đó và may mắn cưới được người đó làm vợ hay làm chồng ấy thì chúng ta cảm ơn Chúa. Còn lúc ban đầu mà chúng ta đi tìm kiếm, chúng ta đừng tìm kiếm cái điều đó. Chúng ta đừng đưa cái hoàn cảnh gia đình người ta, đừng đưa cái cái, cái việc là người ta phải thế này phải thế kia để nó phù hợp với con để xứng đáng với con chúng ta bỏ qua cái điều đó đi chúng ta hiểu về người phối ngẫu mà như vậy chúng ta phải lấy một người chúng ta kết hôn một người người đó tin kính yêu mến chúng là được đừng quan tâm quá nhiều đến gia cảnh người ta đến hoàn cảnh sống người ta đến quá khứ người ta đến tội lỗi người ta đang mang hay là đến cái gì đó nó ảnh hưởng trên cái vấn đề người ta nên bỏ qua điều đó bởi vì như thế này đó là chúng ta phải biết là chúng ta kết hôn ấy, thì thân thể chúng ta sẽ không thuộc về chúng ta nữa mà thuộc về người phối ngẫu thuộc về người kia thân xác của chúng ta và tâm linh chúng ta bắt buộc phải hòa hợp với họ như là một hai người kết làm một mà thì điều này nó giống như là sự cứu rỗi của Chúa dành cho bạn khi mà Đức Chúa trời sai Chúa xuống thế gian này Chúa cứu hết mọi người Chúa không phân biệt kẻ giàu kẻ nghèo kẻ ác Chúa không phân biệt tầng lớp xã hội nào Chúa không phân biệt là người thâu thuế hay người nữ mại dâm Chúa không phân biệt không phân biệt mà ai Chúa cứu hết thì trong cái việc hôn nhân các bạn như vậy các bạn đừng phân biệt một ai cả nếu bạn không thích người ta thì các bạn có thể lặng yên và đừng bao giờ nói với chúa là con không thích <laughs> nếu bạn thích người ta thì cứ đừng bao giờ nói với chúa là con thích người ta vì gia cảnh người ta chúa sẽ rất là buồn lòng còn khi mà các bạn tán người ta hay tìm hiểu người ta đến với cái đối tượng đó các bạn cứ lặng lẽ cứ đến bình thường và đừng dâng với chúa lời cầu nguyện là chúa người này phù hợp với con người này là người con cái gái của người này là con của mục sư hay người này là người xinh đẹp hay là người này người này có ăn có học là người có học thức xin Chúa cho con lấy được người này xin Chúa phải cho con lấy được người này thì chúng ta như thế là cách cầu nguyện sai đúng Đây là cách cầu nguyện thứ hai là cầu nguyện vì gia cảnh rồi nó sẽ hiểu về người phũ ngẫu ở à, dưới nữa thế là chúng ta sẽ hiểu về à, mặt à, nhan sắc à, thực ra thì đôi khi có rất nhiều người cầu nguyện về cái vấn đề nhan sắc à, độ tuổi à, đúng là cái vấn đề độ tuổi nó không quan trọng lắm à, bởi vì chúng ta biết là chúng ta còn trẻ thì không không đến kết hôn thì chúng ta cũng không nên kết hôn với người quá là già hoặc là chúng ta là người già rồi chúng ta không nên kết hôn với người quá trẻ thì nó sẽ xảy nên một cái sự lệch trong hôn nhân thực ra thì có những mục sư mình đọc biết là đã lấy vợ nhiều hơn mình đến 18 tuổi một mục sư đã lấy vợ nhiều hơn mình 18 tuổi có một mục sư như vậy thực ra thì điều đó không có gì về độ tuổi lắm nhưng mình muốn nói về mặt nhan sắc thôi đôi khi chúng ta quá chú trọng về vẻ bề ngoài nói đúng là vẻ bề ngoài cũng rất là quan trọng đúng không ạ chúng ta không thể nào đi nói về uh, sản phẩm chăm sóc sắc đẹp mà trong khi đó chúng ta lại ăn mặc xấu được đúng không ạ uh, cho nên là cái uh, nhan sắc cái vẻ bề ngoài nó cũng khá là quan trọng thực ra thì một người quá là đẹp dai thì không thể uh, uh, yêu một người nữ quá là xấu gái thì nó cũng là cái gì đó người ta sẽ nhìn vào nó sẽ bị thiên lệch đúng không ạ thiên lệch nhưng mà nói đúng như thế này thì ừ nếu đã yêu nhau thật thì các bạn không quan tâm về cái sự nhan sắc lắm nên cho nên là mình nói với việc trong khi bạn dâng lời cầu nguyện cho chúa đấy thì đừng cầu nguyện xin chúa cho con nếu một người nữa đẹp như thế này hay đẹp như thế kia thì thứ nhất mình muốn nói có một người đã từng nói với mình có một người này là người hầu việc chúa luôn đã từng nói với mình và thực ra thì có hai ba người nói những kiểu như vậy Đó là nói với mình là cầu nguyện với chúa đấy là phải xin là người đấy là người nữ mà con muốn là từ sinh từ năm bao nhiêu đến năm bao nhiêu độ tuổi của người ta thứ hai là người ta cao hay gầy béo hay tốt đấy hay là người đấy học cái gì hay làm cái gì. tức là phải đưa ra cho chúa một cái hình mẫu rõ ràng thực ra thì cái điều này rất là sai trái và không hiểu tại sao lại có rất nhiều người mục sư và có rất nhiều người hầu về chúa lại lại đồng cái quan điểm này và đã từng khuyên mình là phải lên vẽ cho chúa cái điều mà con thật sự muốn là gì để chúa chúc phước và ban cho thực ra thì chúng ta biết là Chúa biết chúng ta từ khi chúng ta còn ở trong lòng mẹ Khi chúng ta còn nằm một giọt nước vô hình Chưa có một ngày, trong có một ngày thì Chúa đã có những kế hoạch cho chúng ta rồi Chúa nói về chúng ta trước khi thế gian chưa được dựng nên và trái đất chưa được tạo ra Chúng ta biết rằng Chúa đã có kế hoạch từ trước ban đầu rồi Tại sao chúng ta lại đi cầu nguyện với Chúa Và sắp đặt cho Chúa là con phải đấy, phải đấy, một người như thế này Thì thật ra thì ngày xưa mình cũng cầu nguyện đúng như cái người đó dạy nhưng về sau mình có nguyện được khoảng tầm vài buổi gì đó thì mình thấy dường như có điều gì đó sai sai trong cách cầu nguyện Đó là mình cứ vẽ ra, xin con muốn cao, cô ấy cao thằng đầy, tóc dài đến đây Cô ấy da trắng, cô ấy um, eo thon Rồi cô ấy uh, rất nhiều thứ cầu nguyện là cô ấy phải có cái này, cái này phải trông phải đẹp một chút Phải như thế này, phải như thế kia Họ có học thức rồi phải như thế này tức là cái, tức là phải hiểu biết hay là phải phải hiểu biết phải biết chăm sóc sắc đẹp hay là phải cầu nguyện biết chăm sóc gia đình hay biết nấu ăn hay như này tức là cầu nguyện rất là kỹ kỹ về cái vấn đề rõ ràng vẽ ra xong đặt tay lên cái mà mình ấy đặt tay lên cái trang 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 vào đấy và tên trang vào cái nội dung mà mà, mà cái thân xác hay là cái hình dáng cô gái đấy mà mình đặt tay cầu nguyện thế nhưng thực ra mình nói bạn là có thể là trên thế gian này sẽ không có cái người đó đâu không có cái người nào mà đúng như cái mà bạn muốn vẽ ở trong trong sách trong vở trong cái cuốn sổ cầu nguyện của bạn để dâng cho Chúa và Chúa sẽ sai đúng cái người mà có cái đúng như thế đâu không phải đúng như vậy không vậy đâu đôi khi là có một cái người nào đó ở cái, cái giấc gần chúng ta họ thiếu một vài điểm nào đó trong cái cái cái, cái yêu cầu của chúng ta tìm người yêu thì chúng ta cũng phải cố gắng mà chấp nhận bởi vì thực ra thì tất cả đều có thể sửa đổi và không ai để không ai không ai đúng hoàn hảo những cái gì chúng ta vẽ cả và mình hiểu ra cái điều này đấy khi mà mình cầu nguyện với Chúa thì Chúa cho mình hiểu về cái giấc ngủ của Adam Hiểu vì cái giấc ngủ của Adam thì khi mà Chúa tạo dựng Eva đấy thì Adam ngủ Adam ngủ say các bạn Adam ngủ rất say khi Adam tỉnh dậy thì đã có Eva rồi thực ra thì thực ra khi Chúa tạo Eva đấy thì Chúa cho Adam ngủ say bởi vì có hai lý do lý do thứ nhất là Chúa lấy xương sườn của Adam thì Adam sẽ bị đau đúng không? tức là Adam sẽ bị đau đớn khi mà khi mà lấy xương sườn thực ra thì điều này rất là đúng khi mà chúng ta kết hôn ấy, thì chúng ta phải hy sinh một cái gì đó thì chúng ta mới kết hôn được và điều chắc điều chắc chắn đó là sẽ hy sinh vì sự tự do chúng ta phải lìa khỏi gia đình bố mẹ mình sống riêng với vợ mình ta bây giờ phải hy sinh cuộc sống tự do cuộc sống tiêu tiền một mình cuộc sống ở một mình cuộc sống muốn đi đâu thì đi cuộc sống muốn làm như này ta phải hy sinh điều đó để có thể che chở để có thể bao bọc để có thể lãnh đạo gia đình để có thể chăm chút cho vợ con đúng không? thì cái điều đó là Adam rất là đúng và cái điều thứ hai mà Chúa cho Adam ngủ say là vấn đề đó là chúa không muốn khi mà chúa tạo eva chúa nắn lên eva thì adam ngồi bên cạnh nói là chúa đừng nắn như thế này khi mà chúa nắn đến cái phần môi chẳng hạn adam bảo là chúa con muốn môi mỏng một chút chúa không muốn adam nói điều đó khi mà chúa nắn người nữ chúa cho adam ngủ say chúa làm theo ý muốn của ngài chứ chúa không muốn can thiệp vào sự sáng tạo của chúa chúa tìm chúa tự làm ra một người nữ Người đó sau này khiến cho Adam vấp ngã và xa ngã à, Người đó đã khiến cho Adam ăn trái cấm Nếu như bạn lấy vợ đấy Thì hãy lấy cái người Mà khiến cho bạn ăn trái cấm Đừng lấy cái người nào mà Như bạn muốn cả, Như bạn khao khát là Phải trong sạch, phải thế này, phải thế kia Cái người nào mà khiến cho bạn ăn trái cấm đấy Cái người nào khiến cho bạn phạm tội Thì lấy người đó cũng được Thực ra thì nói như vậy thì các bạn cảm thấy như mình đang giảng ra một cái gì đó nó nó thần học quá hay nào các bạn cảm giác như mình đang giảng ra một cái, cái tà giáo nhưng không phải ở đây mình muốn nói về cái tính ẩn dụ của câu chuyện đó tính ẩn dụ đó là bạn hãy quan tâm về cái việc quan tâm về cái việc đó là sự, sự ảnh hưởng của Eva trên cuộc đời của Adam Eva đã ảnh hưởng trên Adam để Adam phạm tội với Chúa phản bội lại Đức Chúa trời ý mình là mình nào nó sự ảnh hưởng của Eva nếu như bạn đến với một người nữ bạn tìm hiểu người nữ nào người đó có tầm ảnh hưởng đối với bạn thì người đó rất có khả năng là người nữ của bạn đây là mình muốn chia sẻ với các bạn mà mình dùng cái từ nó là có thể khiến cho bạn phạm tội thì bạn phải hiểu để cho bạn hiểu là cái tính ẩn dụ của cái câu nói đó tức là có thể ảnh hưởng cho bạn ảnh hưởng cho bạn có thể thay đổi được cái quyết định các bạn thay đổi được kế hoạch trong đời bạn thay đổi cái gì thôi bạn thì hãy nên lấy người đó đừng bắt cái người nữ phải làm theo kế hoạch của bạn đừng bắt cái người nữ đó phải đi theo bạn, phải làm theo này, chồng là lãnh đạo vợ thế này khác, đừng có bắt như vậy. Lúc nào cũng bắt như vậy, các bạn muốn người nữ và như thế này thế kia xong bạn sắp xếp người ta phải theo với mình, ép buộc người ta phải lấy mình phải thế này thế kia thế kia thì các bạn sống nó phong kiến rồi. Nó không đúng với cái cái, cái điều mà Đức Chúa muốn. Hãy nhớ ngủ say. Sự ngủ say rất là quan trọng. Có một anh em gặp mình nói sao dạo này trông buồn thế. Mình bảo là thực ra thì bây giờ công việc ổn định rồi à, tuổi cũng có rồi nhưng mà lại chưa có người yêu nên là đang hơi buồn một chút à, có cách nào anh có cách nào anh giới thiệu em một người thì anh ấy nói một câu rất là hay như thế này anh à, nói có một câu dài thực ra thì anh cũng đã có vợ đâu nhưng mà anh nói thật với em này. là không lên chúng ta không nên đi tìm kiếm người nữ theo cách của chúng ta tìm kiếm người nữ theo cách của chúng ta thứ nhất là nó rất là mệt mỏi thiệt hại cho chúng ta vì mặt thời gian tiền bạc thậm chí là tình cảm nếu như chúng ta bị ngừa dối và phản bội thứ nhất thứ hai là chúng ta đi tìm kiếm với người nữ theo cái kế hoạch theo cái ước muốn theo cái ý định của mình ấy, thì đôi khi nó sẽ gây ra sự mang tai mang tiếng yêu nhau lại chia tay phải có phải mang tai mang tiếng rồi là nó làm ra những cái rất là sóng gió rồi rất là này khác ảnh hưởng đến gia đình cuộc sống nên là không nên như vậy và chúng ta cứ mặc kệ nó đi cứ để thời gian trôi qua một cách nhẹ nhàng bình thường rồi rồi một ngày nào đó đẹp trời chúng ta sẽ gặp người đó thôi và Chúa sẽ mang người đó đến giống như Chúa mang Eva đến chúng ta cứ lặng yên và ngủ say thực ra thì ở đây không phải là À, chúng ta bất cần chúng ta không cần biết lúc nào Chúa mang đến hay chúng ta không cần biết như thế nào như thế nào Chúa uh, muốn mang đến những giờ nào chúng ta không phải biết ý Nó muốn nói với các bạn này các bạn quên hết những cái tiêu chuẩn quên hết những cái tiêu chuẩn mà các bạn đang đặt ra với Chúa quên hết tất cả những điều kiện mà các bạn đặt ra với Chúa là người nữ hay là người nam mà con ấy làm chồng hay con cưới làm vợ ấy. nó phải như thế này phải như thế kia phải thế này các phải... bạn ngoài việc tin kính và yêu mến Chúa ra thì là cái điều mà các bạn nên cân nhắc ra thì thường tất cả các điều khác ấy, các bạn hãy coi nó vào hư vô coi nó là không có các bạn nên cầu nguyện một cách bình thường và bình thường thôi thì đây là ba điều quan trọng nhất mà mình muốn phân tích đánh giá về người phối ngẫu và nói với các bạn cái chân lý đó là làm sao để cầu nguyện đúng tức là đừng đặt ra điều kiện với chúa đây là để, để hiểu về người phối ngẫu như vậy nếu các bạn hiểu về người phối ngẫu thì các bạn sẽ đưa ra cái lời cầu nguyện đúng như vậy thế rồi chúng ta sẽ sang một cái thứ hai ở đây sẽ đến với thứ hai trong cái chương trình hướng dẫn cầu nguyện về người phương ngẫu này thì chúng ta sẽ cần phải hiểu về chương trình của chúa à, sự hiểu biết sự hiểu biết khiến chúng ta không bị diệt mất sự hiểu biết giúp chúng ta chúng ta không bị diệt mất thực ra thì à, các bạn cứ nói là ô cái điều này sao nó không liên quan đến cái, 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 cái việc hôn nhân lắm thực ra nó liên quan trực tiếp đến việc hôn nhân ở đây mình nói với các bạn này nếu như không sự hiểu biết thì các bạn sẽ làm sai và làm sai thì sẽ dẫn đến sự diệt mất ở đây sẽ diệt mất về vấn đề hôn nhân ở đây thì nói một vấn đề liên quan đến sự tinh thần đó là tất cả sẽ có thể đổ vỡ tất cả sẽ có thể bị phá hỏng tất cả có sẽ bị bị hư hoại về kế hoạch của đức chúa trời có thể bị hư hoại có thể bị đổ vỡ có thể bị không thành công nếu như chúng ta không hiểu biết về chương trình của ngài chúng ta nghĩ về các chương trình nghĩ về các kế hoạch đưa ra lập lên cái kế hoạch rồi chúng ta khiên cưỡng cố gắng làm sao để chạy theo và làm thành hoàn thành cái kế hoạch đó một cách tối ưu nhất một cách tốt nhất có thể nhưng thực ra chúng ta quên mất rằng kế hoạch đó chương trình đó nó có phải là điều chú muốn có phải chương trình của đức chúa hay không cho nên là chúng ta cần phải hiểu về chương trình của Chúa để cho kế hoạch của Chúa được hiện thực trên đời sống chúng ta, kế hoạch đó không bị hủy diệt mất. Chúng ta không sống sai mục đích và chúng ta sẽ không bị đánh mất cái kế hoạch mà Đức Chúa Trời muốn cho cuộc đời chúng ta có thể có được. Đấy là nó muốn chia sẻ cái điều này cực kỳ quan trọng. Thì các bạn phải cố gắng nghe những cái gì mình nói ở đây bây giờ. Thì uh, vấn đề thứ nhất là mình muốn chia sẻ với các bạn uh, đó là chúng ta thường chúng ta cầu nguyện về hôn nhân khá là sớm và cầu nguyện hôn nhân khá là lâu và cầu nguyện về hôn nhân khá là nhiều đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta phải hiểu cái chương trình của Chúa để cầu nguyện đúng theo chương trình của Chúa. Thì thường ấy, trước đây mình cầu nguyện Chúa là mình cầu xin Chúa cho con lấy được một người nữ theo đúng ý muốn của Chúa dành cho cuộc đời của con và đúng thời gian, đúng thời điểm của Chúa đừng để sớm quá cũng không để đừng để muộn quá xin cho con kết hôn với đúng người và đúng thời điểm đấy là cái điều mà mình cầu nguyện thế thì mình cầu nguyện về hôn nhân thì khá là sớm cầu nguyện cái đây 10 năm rồi đúng không ạ cầu nguyện 10 năm rồi nhưng mà à, bây giờ vẫn chưa có hôn nhân và cũng chưa biết chắc là sẽ lấy ai và cũng chưa có một đối tượng nào mà mình cảm thấy là chí huyết cho đến thời điểm bây giờ thế nhưng mà mình vẫn đang tìm kiếm vẫn đang cầu nguyện là xin chú chỉ dẫn tiếp tục chứ không có cái chuyện là mình cầu nguyện là xin Chúa đúng chính xác người này, này ngày xưa mình cầu nguyện là xin Chúa đúng chính xác người này, này nhưng bây giờ mình thấy cái điều đó là sai rồi nên là mình không cầu nguyện như vậy nữa mà mình cầu nguyện đó là cầu nguyện là chương trình của Chúa được bày tỏ trên đời sống của con thế thì chúng ta sẽ hiểu thứ nhất là chương trình của Chúa sẽ thường là đúng người đúng không ạ đúng người và thứ hai là đúng thời điểm thì uh, trong cái video trước uh, tư vấn về hôn nhân thì mình đã nói rồi đúng người mình đã kể cho bạn các câu chuyện liên quan đến các nhân vật có trong lịch sử đó, có nguyên lịch sử ví dụ như là à, Abraham đã lấy những người em gái của mình, Samson lại đi ăn nằm với một người kỹ nữ, đấy, còn à, hoặc là Salomon thì lại cưới quá nhiều các phụ nữ, quá nhiều vợ à, ở ngoại bang. thì đấy là cái điều mà mình chia sẻ với các bạn. đây là nói về chọn người thì mình đã chia sẻ rồi. rồi thế còn cái vấn đề là chương trình của Chúa thì nó liên quan trực tiếp cái việc thời điểm cơ. cái thời điểm mới là điều quan trọng nhất. yêu chính là thời điểm khi bạn bắt đầu yêu thì các bạn đã bắt đầu biết đó là chương trình của Chúa rồi chứ không phải là bạn cứ thích yêu ai yêu đẹp là yêu người đó tin kính Chúa là yêu người đó hầu việc Chúa là yêu người đó đẹp là yêu người đó như thế này là yêu đúng không thời điểm khác hoàn toàn với lúc bạn nhận thấy người ấy nhìn thấy người ấy thời điểm cực kỳ quan trọng thời điểm bắt đầu yêu các bạn có thể tìm hiểu nhau thoải mái có thể gần gũi nhau nói chuyện với nhau cười đùa với nhau hay là tiến gần với nhau hay là có những lời gọi là Lời, lời thả thính với nhau điều này là bình thường nhưng khi các bạn tuyên bố nói tất nói với mọi người đồng nói với tất cả hội thánh hay nói với tất cả anh em nói với mọi người chia sẻ với mọi người là tôi yêu người này người này là người yêu của tôi tức là, là thời điểm của các bạn lúc đó đã bắt đầu điều đó nó đồng nghĩa với việc là các bạn đang bắt đầu chương trình của ngài hoặc là các bạn đang bắt đầu sai đúng hoặc sai chương trình của ngài thì uh, điều đó rất là quan trọng thế thì uh, nhận điện th nhận diện thời điểm ấy thì mình thường để cho người nữ nhận diện thì sẽ đúng hơn bởi vì là người nam lúc này đang ngủ say còn người nữ là người nhìn thấy người nam trước khi người nam nhìn thấy người nữ thì chúng ta sẽ thường để thời điểm là để mọi sự là thường cái thời điểm bắt đầu khi nào thì thường để cho người nữ quyết định thì khi mà ta cầu nguyện với chúa đấy ra cầu nguyện đúng rồi qua cái việc chúng ta nghiên cứu về về phương cấu rồi chúng ta sẽ cầu nguyện đúng người thế còn về thời điểm thì sẽ cầu nguyện với chúa là xin chúa giúp cho người nữ nhận ra à, rồi chúa giúp con à, là người nam để chúng ta sẽ công nguyện cho người nữ trước đúng thời điểm cho người nữ trước rồi chúng ta sẽ cầu nguyện cho người nam để sau này chúng ta tránh cái việc hối hận là chúng ta uh, chúng ta thành là chúng ta người nam là chúng ta uh, chúng ta là đùm bọc sau này che chở ăn bó người nữ chúng ta quyết định là chúng ta có gắn bó với người đấy không hay như này không thế còn người nam khi mà người nữ đưa ra sự quyết định thì người nam cũng có quyền từ chối chứ không phải là uh, tất cả đều ấy hết là đều đồng ý hết uh, mà là người nữ đưa ra quyết định là em chọn anh người người nữ ra quyết định là em yêu anh em muốn đến với anh thì cũng có thể người nam là cứ thế là đồng ý đó không phải mà người nam cũng có quyền từ chối và ngược lại với người nữ thì người nam đưa ra quyết định gì thì người nữ cũng có quyền từ chối và nó sẽ đạt đến một cái thời điểm cho đến cái thời điểm mà chúng ta cảm giác là tình cảm nó có thể đi đến cũng đúng cái điều mà mà thời điểm mà chúng muốn thì chúng ta có thể đến với việc kết hôn thì thực ra thì lộc đến thời điểm bây giờ thì lộc cũng chưa tìm được người nữ nào mà nó có một cái mối quan hệ mà mình cảm thấy là là có thể bắt đầu bước vào chương trình ở thời điểm thì mình chỉ biết là à, mình chưa bước vào thì có nghĩa là chương trình của Chúa chưa bắt đầu chương trình của chú chưa bắt đầu nhưng có một vấn đề như thế này đó là chúng ta khi cầu nguyện hôn nhân đấy chúng ta phải cầu nguyện hủy phá cái kế hoạch của ma quỷ trên đời sống của chúng ta đó là ma quỷ thường là chúng nó xen vào cái kế hoạch của Đức Chúa Trời nó làm cho kế hoạch đó diễn ra chậm hơn hoặc diễn ra sớm hơn ma quỷ thường làm điều đó hoặc là ma quỷ thường là khiến ta hiểu nhầm về chương trình đức trời nên chúng ta phải nhận biết thời điểm của mình và cầu nguyện hủy phá nó cầu nguyện hủy phá chúng ta cầu nguyện cho người phối ngẫu chúng ta nhận ra thời điểm là trước khi nào chúng ta bắt đầu yêu nhau và khi nào bắt đầu cưới nhưng mà chúng ta phải cầu nguyện với chúa là người ta hủy phá kế hoạch của ma quỷ satan không được phá hỏng cuộc đời ta không được phá hỏng chương trình của chúa chương trình của chúa phải được hoàn thiện trên đời sống ta chương trình hôn nhân của ta phải được đến đúng thời điểm trong danh khí chúa ta phải cầu nguyện như vậy cầu nguyện cho kế hoạch của Hoa Kỳ Satan không thể thắng được chúng ta phải cầu nguyện như vậy nhé thì đấy là về cái vấn đề về về hiểu về chương trình của Chúa thì thực ra hiểu về chương trình của Chúa nó có rất là nhiều yếu tố các bạn phải có một chút về sự gần gũi Chúa về ta thân vào với Chúa để Chúa nói cho các bạn về thời điểm Chúa nói cho các bạn thời điểm việc lắng nghe tiếng Chúa rất là quan trọng đó, việc nắng nghe tiếng chúa thì mình đã có một cái video chia sẻ về làm sao để nắng nghe tiếng chúa rồi thì các bạn nên tham khảo qua video đấy để học cách nắng nghe tiếng chúa thì các bạn nhận biết thời điểm nó sẽ dễ hơn điều quan trọng trong cái việc hiểu chương trình của chúa này thì mình mình muốn nhấn các bạn đến là các bạn phải cầu nguyện xin Chúa hủy phá ma quỷ không được ảnh hưởng, không được gây hại, không được làm chậm hay làm dựa nhanh hay làm sai đi kế hoạch chương trình của Chúa trên hôn nhân của bạn. Nên là cầu nguyện hủy phá kế hoạch của ma quỷ trên hôn nhân của bạn. Đây là cái điều mà mình muốn nhấn cho các bạn. Còn các điều khác các bạn cũng không quan trọng lắm đâu, không quá là quan trọng lắm. Các bạn cứ cầu nguyện đúng như vậy được, không phải không phải nhất thiết phải nghe được tiếng Chúa đâu, không phải nhất thiết như vậy, không phải như vậy, không cần phải quá như vậy nhé. Ta cầu nguyện cho người nữ là hiểu được khi nào mà chúng con nên bắt đầu. À, đến với hôn nhân đến với công nghệ công nghệ cho người nữ và chúng ta hủy phá kế hoạch của ma quỷ satan không được ảnh hưởng người nữ là người nhìn thấy người nam trước và họ thường đưa ra quyết định yêu hai đứa yêu nhau hai người yêu nhau người nữ thường ra như vậy nhưng các bạn là chính người nữ lại là người bị ma ma quỷ satan cám dỗ được à, rồi người nữ lại cám dỗ cám dỗ người nam thế cho nên là các bạn phải hiểu là à, là như thế thế là các bạn phải cầu nguyện là hủy phá kế hoạch của ma quỷ satan đấy vì nó khi nó nói khi là là nó như vậy nhé các bạn hiểu như vậy thì còn mình đã nghe những câu chuyện rất là thương tâm về về vấn đề hôn nhân trong chúa đấy xong người nữ chính cái người nữ đấy là ảm hỏng thế mình đã, đã nghe rất nhiều, nhiều câu chuyện thương tâm mà vì thực ra thì đúng đúng như vậy <laughs> người người Việt Nam mình có câu này là phụ nữ ấy là ba chấm ba chấm ngồi tức là ngồi đấy các bạn hiểu rồi thì ý mình nói là cái và cái người Việt Nam thì có cái câu đấy tức là nói cái người phụ nữ ấy là người không không dễ bị cám dỗ này dễ bị sang áp, nó không 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 ấy nên các bạn phải cầu nguyện cho người nữ là nhận ra thời điểm các bạn nhớ nhá họ quỷ dễ cám dỗ người nữ lắm nên các bạn phải hiểu như vậy vì ừ. người, người nữ như vậy mà người nữ động cái này chỉ biết khóc thôi động cái này chỉ biết này kia thôi đúng không các người nữ yếu đuối mà yếu nên cho nên rất bị rất, rất dễ bị bị sao động như thế cái cái, cái, cái tâm lý của họ đấy nó, nó nó, không như đàn ông ấy nó không logic được như đàn ông ấy các bạn hiểu nếu các bạn học sách tâm lý các bạn hiểu mình muốn không muốn nói các bạn ý là mình muốn nói các bạn ở đây là cầu nguyện chương trình của Chúa ấy là cầu nguyện cho người nữ nhận ra thời điểm và cầu nguyện cho ma quỷ không được phép ảnh hưởng làm sai này đi chương trình của Chúa về hôn nhân của các bạn đấy là những các bạn hai điều cầu nguyện nhé nhớ chưa đây là mình chia sẻ đến đây rồi và phần cuối cùng của cái video này sẽ không làm dài cho các bạn nữa cái phần đề vấn đề cuối cùng đó là chúng ta sẽ đến là cách cầu nguyện cách cầu nguyện của đôi nữa cách cầu nguyện của đôi nữa mình đã thấy rất nhiều các đôi nữa yêu nhau hai bạn trẻ yêu nhau rất là say đắm nhưng mà lại không có cái một cái mục sư nào hay không có một cái thầy truyền đạo nào hay không có một cái người nào mà hướng dẫn được cái cách cầu nguyện cho đôi nữa và thường là cứ để nó tự nhiên và sau hai người yêu nhau đấy hay hai người yêu nhau say đắm với nhau rồi thích nhau rồi xong rồi tối đến gọi điện ra nhau nhắn tin xong rồi là À, ý là nói chuyện với nhau ấy là anh cầu nguyện như thế này với Chúa như thế này thì em có cầu, em cũng cầu nguyện như Chúa như thế nhé thế là hẹn nhau là cầu nguyện với nhau như, như hẹn nhau là cầu nguyện với Chúa như thế như thế như thế rồi là à, ý là tình cảm như thế này như thế này rồi là kế hoạch của em như thế này kế hoạch của anh như thế này tương lai chúng ta sẽ như thế này ý là bàn trước rồi bàn trước xong rồi đưa lên là cầu nguyện với nhau như thế thì thực ra thì rất là say đắm cảm giác là đang yêu nhau say đắm lắm thế là rồi một ngày kia hai, hai đứa vẫn chia tay <laughs> thì ở à đây muốn chia sẻ với các bạn thì cái, cái, cách cầu nguyện đấy đôi khi cách cầu nguyện này nó rất là buồn cười và đôi khi thì chúa đấy sẽ rất là nó chúa chế chúa sẽ rất là <laughs> chúa sẽ rất là buồn cười và chúa sẽ chúa sẽ khó hiểu chúa không biết là chúa sẽ phải nhậm lời như thế nào uhm, thì thứ nhất mình sẽ chia sẻ với các bạn đó là cách cầu nguyện của chúa nhất là chúng ta là không thống nhất điều gì cả <laughs> cái điều này các bạn sẽ thấy là vô cùng vớ vẩn ông này ông dạy là không thống nhất một cái gì cả bây giờ chúng tôi yêu nhau chúng tôi phải có tương lai chứ chúng tôi phải yêu nhau chúng tôi phải xác định là sẽ có bao nhiêu đứa con sẽ phải ở đâu sẽ phải làm công việc gì sẽ như thế nào như nào nhưng mà nộp tôi thật là cái người hai đôi nào đấy nó có thật các bạn đôi nào mà yêu nhau càng nhiều ấy xong lại thống nhất với nhau càng nhiều ấy cứ thống nhất là sẽ như thế này thế này sau đám cưới sẽ thế này thế này thống nhất càng nhiều ấy thì đôi đấy càng rất dễ chia tay có tỷ có thể có tỷ lệ là không đến với nhau cực kỳ cao có tỉ lệ là hai người đấy không đến với nhau cực kỳ cao luôn vất rất cao luôn các bạn ơi và điều này đã xảy trên thực tế rồi à, anh sẽ chờ đợi em học hết thần học học hết trường kinh thánh anh anh sẽ cưới em à, chúng ta sẽ có nhau hai đứa con chúng ta sẽ ở chỗ này sẽ làm cái kia chúng ta sẽ mở cái cửa hàng sẽ bán chúng ta sẽ các loại mọi thứ <laughs> cuối cùng đưa lên Chúa cho đưa lên Chúa Chúa ơi chúng con con với anh ấy yêu nhau chúng con cầu nguyện đến ngày này chúng con sẽ cưới nhau chúng con sẽ có con sau bao nhiêu năm chúng con sẽ có từng đêm người con chúng ta sẽ con sẽ xin Chúa sẽ có một nam một nữ chúng con xin Chúa xin Chúa thống nhất như vậy là rất là rõ thực ra thì trong kinh thánh chúng ta biết đấy trong truyền đạo đi có thể là các bạn đi giữ các đám cưới khác và thấy một mục sư dễ dàng là uh, sẽ giảng về cái phân đoạn là trong truyền đạo ấy đây là sợi dây ba tao sợi dây ba tao thật là chắc chắn Đúng không? sợi dây ba tao các bạn biết là sợi dây thừng mà nó bị bằng ba tao các bạn bịn tóc các bạn bịn tóc cho con gái các bạn biết là con gái cũng bịn tóc thì cũng chia làm ba ba tao đúng không ba phần thì nó là buộc sau đó mới bệnh thì nó mới chắc chắn được chứ không bị hai tao được đôi khi chúng ta quên mất là trong tình yêu chúng ta có đức chúa trời ở đâu ở đó chúng ta cầu nguyện đức chúa trời ở đó để chúc phước cho hôn nhân thay vì cầu nguyện đức chúa trời dẫn dắt cho hôn nhân nếu ta hiểu sai nó sẽ làm sai chúng ta phải hiểu là chúa là đấng dẫn dắt cho hôn nhân chúa là chúa của kế hoạch hôn nhân chúa có kế hoạch hôn nhân của các bạn rồi và các bạn cầu nguyện xin chúa bày tỏ kế hoạch đó chứ không phải là các bạn đưa ra kế hoạch đó đưa ra cái tương lai của các bạn và bắt chúa chúc phước cho nó thì nên là chứ các bạn khi các bạn yêu nhau đừng thống nhất điều gì cả đừng thống nhất điều gì cả các bạn thống nhất với nhau về đức tin thôi đức tin kính chúa yêu mến chúa thống nhất với nhau về nền tảng tín lý nền tảng thần học sau này đừng cãi nhau về thần học đừng cãi nhau về niềm tin là được thế còn tất cả các điều khác thì các bạn nên để cho chúa sắp xếp thế ví dụ như các bạn ví dụ như người nam ấy là người đã có tiền là mua một căn nhà đúng không ạ thì chắc chắn sau khi các bạn cưới nhau thì các bạn phải ở một căn nhà nữa rồi hay người nam đang là hay ví dụ như mình mình đang là một thợ kỹ thuật điều hòa đúng không mình là kỹ thuật điều hòa thì sau này có lẽ là mình lấy vợ rồi mình sẽ vẫn làm kỹ thuật điều hòa thôi chắc là không phải cầu nguyện nhiều rồi phải vẽ ra cái tương lai để làm cái gì rồi là cầu nguyện là ăn cái gì để bao nhiêu đứa con hay là đẻ con trai con gái cái việc đó là chúa ban cho các bạn hiểu không? cái điều là Chúa ban cho sinh nở hay như thế nào đấy là việc Chúa ban cho chứ các bạn cứ cầu nguyện điều đó là sẽ cầu nguyện có con chúng ta sẽ cầu nguyện có con ví dụ các bạn có thể nên cái hành động sau bao nhiêu năm các bạn để xin Chúa mới đẻ con thì cái điều đó cảm giác có thể chấp nhận được sau bao nhiêu năm chúng ta có thể cái uh, chúng ta nên có con thì cảm giác có thể chấp nhận được và chúng ta phải cân đối vấn đề tài chính đúng không ạ vấn đề tài chính nuôi con như thế nào như thế nào chúng ta phải học qua một chút kiến thức về việc nuôi con hoặc là kiến thức về sự mang thai đúng không thì chúng ta mới bắt đầu là có kế hoạch như vậy chúng ta cũng nên như vậy đúng không ạ chúng ta cũng không để là chúng ta là mọi sự nó không nên sự quá là ngẫu nhiên hay là quá là hay là quá là tự nhiên mà chúng ta cũng phải có một cái tính toán cho hôn nhân của mình nhưng mà đừng lúc nào đừng thống nhất tất cả mọi sự đừng nên kế hoạch tất cả mọi sự mà quên mất là đứng nên kế hoạch đấy là chúa rồi chúng ta sẽ đến một cái nữa là chúng ta sẽ không cầu nguyện theo kiểu là xin chúc phước các bạn hiểu đây này là chúa nói rồi à, hoa mọc ngoài đồng, chim bay trên trời Những cái sinh vật nhỏ bé đó, những cái sự sống ít ỏi đó mà Chúa còn chăm sóc nó Thì các bạn là ai mà Đức Trời không chăm sóc Nên các bạn đừng cầu nguyện là xin Chúa chúc phước cho hôn nhân của con sẽ được thế này nên xin Chúa phước cho hôn nhân của con sẽ được thế kia Thực ra Chúa sẽ làm điều đó Và Chúa chắc chắn sẽ làm điều đó Các bạn chỉ cần xin một lần thôi Và thường là khi các bạn đã được sự chúc phước rồi Thì các bạn sống trong sự chúc phước Và các bạn cầu nguyện với Chúa sau khi hôn nhân về cái vấn đề chúc phước này. Chứ khi các bạn chưa cưới nhau ấy, các bạn chưa cưới nhau đừng cầu nguyện chúc phước. Vì các bạn đã là một đôi đâu, chưa là một gia đình, chưa có sự công nhận của Chúa trước đức trời ba ngôi, chưa ai tuyên tuyên các bạn là hôn nhân cả, chưa có mục sư, chưa có bố mẹ, chưa có gia đình anh chị em hay chưa tổ chức lễ thành cưới, thành hôn ấy, các bạn không được phép xin cho chúc phước cho hôn nhân hay cho tương lai của chúng con hay những thế khác. điều nó rất là sai, rất là sai nhé. À, sai đấy các bạn chưa 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 này gia đình thì đừng cầu nguyện chúc phúc cho cả hai hay như thế này chúc phước này khác do với vẫn phải chúng ta vẫn phải cầu nguyện bình thường như mọi ngày không được cầu nguyện là như thế này như kia à, là vì các bạn đang đang là yêu nhau thôi à, đang là yêu nhau thôi các bạn có thể cầu nguyện là xin Chúa chúc phước trên tình yêu của chúng con để tình yêu của chúng con không có sự giả dối và chúng yêu đến con sẽ đến với kế hoạch mà Đức Chúa muốn được cầu nguyện là xin cho chúng con được cưới nhau hay xin cho chúng con này thì là xin cho con cưới nhau thì nó không phải là quá sai nhưng mà đôi khi đó không phải kế hoạch của chúa thì chúa không biết là cái là chúc phước cho các bạn như nào ấy nên là các bạn phải giao cái sự chúc phước này cho chúa chúa muốn chúc phước điều gì ấy, thì các bạn phải giao cho ngài đừng nói với ngài là ngài phải chúc phước như thế này như này cho con à, vì lúc này là các bạn chưa phải là kết hôn nhá đấy là mình sẽ hướng dẫn các bạn này là sự, sự cực à, phải cố gắng suy nghĩ về những điều mà bạn xin chúc phước nếu các bạn, các bạn nếu các bạn đang cầu nguyện và xin chúc phước gì trong mặt hôn nhân này các bạn nhắn tin cho mình nhé Cầu nguyện nó sẽ, sẽ hơi bị hơi giả đấy nha thì thực ra thì mình thực ra thì ngày xưa thì mình đã vấp phải điều này rồi là mình đã yêu một cô gái sau đó mình với cô ấy bắt đầu cầu nguyện bắt đầu cầu nguyện là xin chúc chúc phước như này nhưng thực ra thì hai đứa cũng không tâm sự với nhau đâu nhưng mà lộc biết chắc là hai đứa có hai đứa có sự có sự cầu nguyện xin chúc phước về cái vấn đề tình yêu đó nhưng mà ý là nhân nó nhưng mà nhưng mà thực ra thì như là nó bị nó bị sai mỗi người mỗi được cầu nguyện một kiểu như là ông cầu ông cầu nguyện nắng và cầu nguyện mưa đấy chúa không biết là phải là phải chúc phước như nào thế nên các bạn chú ý nhé các bạn chưa nên một các bạn chưa nên một thì đừng xin chúc phước vào vào cái mối tình của hai bạn vào cái sự kết hợp mà chúa um, chưa chưa làm đó đấy là đấy là đấy là cái, cái 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 vấn đề thứ nhất rồi chúng ta sẽ đến với một cái điều nữa đó là trong hôn nhân à, trong tình yêu đôi nứa đấy trong tình yêu thôi À, người phối ngẫu người ta có thể là xuất hiện rồi hoặc là chưa xuất hiện ấy thì thì giờ chúng ta sẽ không cầu nguyện theo cái kiểu là chiếm lĩnh chúng ta sẽ không cầu nguyện kiểu lĩnh là không không xin sự không không cầu xin chiếm lĩnh tức là ở đây nó sẽ mang tính chất là là có thể là tình cảm nó bắt đầu là đến từ một chiều ví dụ như là lộc yêu cái cô gái đấy nhưng mà cô ấy cô đấy là cho phép cho lộc có quyền được tìm hiểu cô ấy nhưng mà chưa phải là yêu à, hoặc là cô hoặc là có một cô một gái hoặc là có một người nữ nào đó yêu lộc và nó cũng cho phép là hai đứa được tìm hiểu nhau nhưng Lộc cũng chưa trả lời yêu thế nhưng mà khi mà trở về phòng riêng ấy thì lại cầu nguyện là xin Chúa ban cho con người đấy <laughs> đây là cầu sinh chiếm lĩnh thì là hơi bị sai một chút đừng cầu xin chiếm lĩnh cầu xin sự nhận biết cầu xin, xin nhận biết là xin Chúa ban cho con nhận biết là người đấy phải của con hay không hay là xin Chúa giúp cho người kia cũng nhận biết đấy thêm khoảng như vậy. Nha, là đường cầu xin là xin Chúa bàn cho con người nữ này. Chúng ta nên để sơ cho cái sự ban cho của Chúa nó nó là ý muốn của Chúa. Nói chung là tất cả là phải là theo ý của Chúa. Đấy, câu chuyện lĩnh hay như câu chuyện lĩnh vậy thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ cầu nguyện về vấn đề à, tài chính trong tình yêu. Đôi khi chúng ta cứ mù quáng ấy, yêu thì không cần tiền, đúng không ạ? Yêu thì không liên quan gì đến tài chính, đúng không ạ? À, yêu nhau vì kế hoạch của Chúa, yêu nhau vì chúng ta đều người tin kính Chúa, yêu nhau vì đức tin rồi, yêu nhau vì À, trong hội thánh này có 5 người thanh niên trai tráng yêu mến Chúa nhưng mà 5 người này đều nghèo cả. Thế xong chúng ta cầu nguyện là xin Chúa ban phước cho con lấy được một người đàn ông giàu. Trong khi đó là 5 người đang theo đuổi chúng ta, 5 người yêu mến chúng ta, 5 người muốn tìm đến hôn nhân với chúng ta thì chúng ta đều là 5 người nghèo cả. mãi chúng ta cầu nguyện là xin Chúa ban cho một người đàn ông giàu có đến con lấy một chồng thì nó hơi bị có gì nó hơi lủng nhỉ. Thì đấy là đây là chúng ta phải 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 chú ý về cái mặt bản ta cầu nguyện còn thà rằng chúng ta cứ lựa chọn lấy người giàu nhưng mà ta đừng dâng cho chúa cái điều đó chúa sẽ rất là buồn chúa rất là chúa rất là buồn rồi một ngày nào đó đấy các bạn cầu nguyện kiểu đó đấy mà khi các bạn lấy cái người giàu rồi đấy rồi 10 năm sau cái người mà bạn lấy làm chồng trở nên nghèo còn cái người mà bạn không lấy làm chồng là người yêu bạn trước đây lại trở nên giàu có thì điều đó rất là đau khổ cho các bạn nên là các bạn phải chú ý về cái lời cầu nguyện và cách dâng lời cầu nguyện cho chúa và cái sự lựa chọn của các bạn thì điều này nó rất là quan trọng tiếp theo nó sẽ sẽ cầu nguyện về sự hầu việc Chúa thực ra thì khi các bạn hai người hai cấp, hai người các bạn yêu nhau đấy hai người yêu nhau thì chúng ta có thể tâm sự với nhau là sau này anh sẽ hầu việc Chúa ở cái lĩnh vực này anh sau việc chúa ở cái lĩnh vực kia hay là anh sau việc chúa ở nơi này hay nơi kia anh có kế hoạch anh sự kêu gọi của chúa là chúa sẽ dẫn anh đi này anh chúa sẽ làm cho anh công việc như thế này đúng không ạ chúng ta thường có cái việc là chia sẻ trước về tương lai thế là Chúa muốn anh hầu việc ngài như thế này, này anh sẽ là mục sư anh sẽ là nhà truyền đạo anh như thế này, này anh sẽ đánh đàn trong ban hội thánh như thế này nói về sự hầu việc Chúa xong người nữ chia sẻ là con à, em cũng thấy em sẽ hầu việc Chúa ở đây em sẽ như thế này khác thế bắt đầu là người ta sẽ đưa cái việc hầu việc Chúa vào trong cái việc này tình yêu thực ra thì điều này nó rất là bình thường nó rất là bình thường nhưng ở uh, đây <laughs> nó không có gì sai cái sai giá cả và chúng ta nên cân nhắc trong cái điều này thì là cầu nguyện cho đôi, đôi nữa đấy là để tình yêu cũng là hầu việc Chúa chứ không phải là các bạn thích các bạn yêu nhau, các bạn thích các bạn công bố ở hội thánh là chúng con yêu nhau, công bố với mọi người là chúng con đến với nhau, chúng con yêu nhau tìm hiểu nhau, các bạn công bố là yêu nhau xong đến rồi các bạn nó thích, rồi giờ chúng con chia tay, à, nó sẽ ảnh hưởng đến cái người hầu việc Chúa là cái ví dụ như à, bình thường hai các bạn vì, ví dụ các bạn yêu một cái người nào đó mà hội thánh không biết người đó là ai, thì các bạn chia cái tay cái người đó thì chẳng ảnh hưởng đến hội thánh cả. thế nhưng mà các bạn đến với một đến yêu một người nữ của một hội thánh khác hay yêu một người nam của một hội thánh khác xong rồi yêu chán gạn bỏ thế có phải là hai hội thánh mang tiếng nhau và mục sư của hai hội thánh này cũng sẽ bị là là nó sẽ bị cái quá khứ được gọi lại có thể là nhiều năm nó sẽ quên đi thôi nhưng mà sẽ buồn cười và hai bạn nó sẽ rất là buồn cười nữa và vấn đề là các bạn hiểu là khi mà hai người trong chúa yêu nhau thì nó phải là điều điều cẩn trọng hơn là người ngoài đời rất là nhiều à, người ngoài đời người ta sẽ đánh giá ở chúng mày yêu nhau trong chúa cũng yêu nhau kiểu linh tinh yêu nhau cái kiểu không như này khác nó là xấu danh chúa nhá xấu danh chúa trong việc yêu nên là khi các bạn phải hiểu này chia sẻ với nhau về cái vấn đề yêu đấy phải cẩn trọng một chút đặc biệt là những câu ăn câu nói hay mà đặc biệt là có một số các bạn trẻ đấy yêu nhau bây giờ lại học theo cái phong cách của 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 người ngoài đời ấy tức là chưa cưới nhau nhưng mà cứ gọi nhau là vợ là chồng xã trước đi gọi sẵn đi thế là không không đúng có thể là sau này các bạn chắc chắn sẽ cưới nhau thôi nếu là mình không nói nhưng mà có đôi khi bạn không cưới nhau thôi các bạn gọi gọi như vậy thì phải ăn năn với chúa một chút và nó cũng sẽ cầu nguyện và nó cũng sẽ ăn năn với chúa và các bạn biết rồi đấy ngày xưa nó cũng làm cái điều đó và chắc chắn sai rồi thì ta sẽ không gọi là vợ là chồng trước khi mà chúng ta ấy chúng ta có thể gọi là anh yêu cũng được anh yêu thì nó hơi quá rồi đấy thì có nên gọi là em yêu thì nó hơi quá anh yêu anh yêu hơi quá rồi và mà lúc con lúc đang yêu nhau thì gọi là anh yêu em yêu cũng được nhưng mà nó cũng hơi quá một chút rồi do cái do cái nào trong lòng của các bạn đang đặt cái vị trí người đó là cái gì nhá thì các bạn chú ý một chút chú ý một chút về cái việc đừng để chung quy là cái việc này nó là đừng để gây phức phạm cho người khác thôi đấy là mình muốn chia sẻ cho các bạn nên là trong cái cách cầu nguyện các bạn trong dâng lời cầu nguyện ấy. tất nhiên là cầu, cầu nguyện trong sự riêng tư nhưng mà chú ý biết tấm lòng trong lòng của bạn đang nghĩ gì đúng không ạ thì đấy là những cái gì mà mình muốn chia sẻ trong video này có thể là cái video này nó sẽ dài quá rồi thì cái hướng dẫn về cầu nguyện này hướng dẫn cầu nguyện này có vẻ là nó có nhiều thứ để nói quá nhiều thứ để nói qua thì mình sẽ chốt lại các bạn thứ nhất là các bạn phải hiểu về người với ngẫu các bạn đừng quá quan trọng là đức tin họ phải thế này phải phù hợp với con này, này. Các bạn phải hiểu là sau này đôi khi là chúa giao phó cái người đó cho các bạn để hai người gánh gồng đức tin với nhau đừng có ấy quan trọng quan trọng là các bạn quan trọng quan hiểu là người đó có thật sự tin kính không là được thế còn thứ hai là các đừng quá quan trọng về gia cảnh quá khứ người ta hay, hay là người ta đã từng là ai và đừng quan trọng về cái vẻ bề ngoài Đấy. thực ra là về bề ngoài thì rất là quan trọng đúng không ạ con ta không thể là một người quá đẹp nếu mà có xấu được nhưng mà cũng đừng lấy cái điều đó là khiến cho cái cái hôn nhân ta nó bị tổn thương và không đạt được kế hoạch Đấy. rồi thứ hai cầu nguyện về cái thời điểm đúng, không? đúng người thì đúng thời điểm là đều rất là tốt đúng không ạ về cái việc thời điểm thì các bạn phải hiểu là cầu nguyện xin chúa ban đặc biệt cho người nữ là nhận biết à, là nhận biết là thời điểm nào mà chúng con bắt đầu yêu nhau và người nam cũng nhận biết là đấy là người nữ của con đấy là công nguyện thời điểm và công nguyện hủy phá kế hoạch của ma quỷ satan nhân đời sống chúng ta <laughs> trên cái kế hoạch mà chúa kế hoạch của hôn nhân mà chúa muốn dẫn đến đời sống chúng ta và các bạn nhớ là khi hai đứa bắt đầu yêu nhau rồi thì các bạn không được thống nhất với nhau một cái điều gì đã cả và cùng dâng với chúa cái điều đó có hai đứa cùng cầu hỏi ý muốn chúa cho tình yêu và hôn nhân ra sau này rồi là xin chúa chúc phước cho hôn nhân và tình yêu ra sau này khi mà chúng ta chưa có cái sự kết hôn chưa có sự kết hôn chưa hai người chưa làm kết nễ kết hôn mà đã xin chúa chúc phước rồi thì có thể là hơi sớm ở đây ta sẽ không 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 được phép tiếp là ta sẽ không cầu xin sự chiếm lĩnh chúng ta đang yêu thôi đang tìm hiểu thôi chứ đừng vội về chúa xin chúa cho con lấy được người đấy ngay chúa không thích nghe lời cầu nguyện đó nha chúa bắt bắt ép chúa phải ban cho con cưới được người đó thì sau này rất dễ bởi cái lời cầu nguyện đó mà bạn bị một cái đưa đi xa ngã đấy À, đưa đi phạm tội đấy rất là nguy hiểm tiếp theo là vấn đề tài chính trong tình yêu thì chúng ta yêu nhau thì không quan trọng vấn đề tài chính lắm nhưng mà cái vấn đề ở đây đó là đừng dùng tài chính để yêu nhau đừng dùng tài chính để yêu nhau đừng yêu nhau vì tiền hay là đừng dùng tiền để yêu nhau hay là khác và đừng dâng cái việc là cầu nguyện Chúa xin Chúa một người chồng giàu có hay một nữ giàu có hay là đưa cái vấn đề tài chính sự cầu nguyện Chúa rất ghét tiền bạc và Chúa không thích đâu nha Chúa đã dạy trong uh, mà thi chương 6 rồi chúng ta phải cố gắng tiếp là cái việc hầu về chúa đó là các bạn là các bạn biết là hai người hai đứa yêu nhau nó sẽ là tương lai sẽ hầu về chúa và cái mối tình của các bạn cũng sẽ là làm sáng lên chúa hoặc là hủy phá danh của chúa thì đừng để người ta nói về cái tình yêu các bạn là người nữ trong chúa người nam trong chúa mà yêu nhau theo kiểu đấy thì nó sẽ dành ra rất là 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 sau này mang tiếng nếu như hai bạn nó không cưới nhau thì rất là khó và làm xấu danh của Chúa. Các bạn hãy nhớ là các bạn yêu nhau trong danh của Chúa thì nó sẽ khác và phải nhớ là cái câu ăn câu nói với mọi người hay này khác và trong khi lúc cầu nguyện riêng các bạn hãy nhớ là Chúa biết hết mọi sự trong sự cầu nguyện riêng của các bạn nên là các bạn được chúc phước hay không hay không được chúc phước hay bị ma quỷ nở dối hay bị ma quỷ làm hỏng với các bạn đó là do cái lời cầu nguyện các bạn đặc biệt là lời cầu nguyện lúc riêng tư rồi cuối cùng là cái sự cầu nguyện này mình nói một lần nữa đó là cầu nguyện cực kỳ quan trọng và cầu nguyện viên hữu và cầu nguyện đúng cách là điều bắt buộc cần phải có cầu nguyện sai cách là điều rất là dở bởi vì các bạn biết rồi nếu như các bạn thiếu hiểu biết thì sự chết sẽ đến đúng không ạ sự hủy diệt sự bị diệt, diệt mất sự phá hủy sẽ đến rồi hẹn gặp lại các bạn trong tất cả các video tiếp theo và cũng mong là video này có ích cho tất cả các bạn hẹn gặp lại bye bye.